Trọng ơi, Trọng, Tú vào lấy cho anh bút lông. Hôm nay xả cho anh em thêm đồng này nhé. Đó. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe mô tô cho anh chị và các bạn ha. Những cái dòng xe mới về đủ loại ha. Và kèm theo đó là một số dòng anh em đã hỏi ở những cái clip trước á. Hai ngày nay thì mình không đăng clip. Chị ở khách. Đi. Rồi. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì con Phong sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Phong ạ. Rồi, xin chào anh em nhé. Cái con này đang chỉ sơ mấy cái chân trống thành ra là chưa có quay. Xe 2018 ạ. Nước sơn zin thì rất đẹp nhưng mà nó có vài cái chỗ nó bị nổ sơn như này này. Xe ở Đà Nẵng nó bị ở vùng biển này. Đã hơi nổ đây. Xe này chúng không chạy vậy ta. Ờ, nó bị nổ với lại nó xét sơ một số cái. Cái dàn áo này thì vừa mới lột keo thì rất đẹp. Cái dàn áo thì đẹp nhưng mà ngược lại thì cái dàn chân của nó thì lại không được đẹp. Đúng rồi. Con này á, để cho anh em 45 triệu. 45 triệu. Bao hồ sơ. Đó, GZ150A mẫu mới luôn. Ê, anh em mình vào trong này. Trong này còn mấy cái xe mới về, xong mình với Việt sẽ cập nhật lại món phân khối lớn này để anh em tham khảo. Honda CB300 mới về thêm con này giống như bữa bán đêm bữa luôn. Không. Phải không? Không. Không phải thế. Con bữa màu đen mà. À, bữa màu đen quên. Con này màu đỏ biển Sài Gòn. À. CB300 300R 2020 đi được 28.000. Có bô độ, bô zin. Nên thêm cây chống đổ. Để cho anh em 92 triệu. Đầu óc này có vấn đề gì không biết này. 92 triệu. Đúng rồi. Xe cực kỳ đẹp, dàn áo thì khỏi phải chê. Mua gốc con này thì trả trước tầm 45 triệu. 45 triệu. Ok. Để anh em mình vào trong này có xe mới về nữa. Honda CBR 250 này. Mới về. Con này 2018. Biển số 95 Hậu Giang. Đi 16.000 cây. Màu này quen quen vậy. Cái con trước là biển Sài Gòn. Cái này có một vài chỗ là có sơn rậm. Rậm vài chỗ. Xe thì đi mười mấy ngàn, máy móc gì. Và giá sẽ để cho anh em là 92 triệu xe 2018. 92 triệu. Ở đây mình có mấy con mình giới thiệu okay. Luôn nhé. Để cho nó liền luôn. Rồi con tiếp theo là biển 81 Gia Lai. Thì con này nó chạy được 9.000 cây. Con này sẽ để cho anh em là 99 triệu. Rồi. Con tiếp theo là biển số 92 Quảng Nam. Nhưng con này nó chạy khoảng 30.000 cây rồi. Đấy. Nhưng đồng hồ nó tua xuống còn có 8.000 mấy thôi. Dàn áo thì sơn lại hết nguyên con. Và giá thì nó rất rẻ, nó chỉ có 85 triệu thôi. 85 triệu. Con đây thì rất đẹp, nước sơn zin. Có độ bô, đi 9.000. Xe 2018 biển Đồng Tháp. Và con này thì sẽ để cho anh em là 99 triệu. Bao nhiêu? 99 triệu. Nói chung là nó chặt thì mình chỉ quay điểm danh lại thôi. Anh em mà cần chi tiết hơn thì cứ alo cho mình. Alo và nhắn tin vào Zalo nhé. Mình còn 4 con, giá từ 85 này cho đến 99. Trong này có xe mới về nữa. Xe là Repsol mới về ạ. Repsol mới về. Cái này nhìn cũng đẹp á. Đi có 2.000 cây thôi. Vỏ gì? Cái vỏ nó. Nhưng mà ốc như này thì nó hơi đen. Tại vì cái năm nó thấp. Đúng rồi. Nó có 2019 thôi. Áo thì khỏi phải chê rồi. Không có vết cày. Nếu mà chày của nó khả năng có mỗi tí tẹo này. Đấy. Mới về à?
gửi về. Sớm. Biển 71 Bến Tre. Thì con này sẽ để cho anh em một cái giá nó là 46 triệu. Nếu như cái mẫu này thì mình còn khoảng cứ 7-8 cái. Nó đang có giá dao động từ 37 cho đến con này là cao nhất 46 triệu. Anh em mua góp trả trước khoảng cứ chục triệu trở lên là mua được dòng này. Rồi. Ở đây con CBR Thái cũng rất là đẹp này. Đi hơn 20 ngàn. Mấy con Thái bên kia bán hết rồi luôn. Bán hết. Không còn con nào. Đấy, anh em nhớ hết Thái rồi. Bữa nay về Thái con này mới về này. Biển 93 Bình Phước, xe 213, zin hết toàn bộ. À, nói mà zin hết thì nó cũng hơi điêu, tại vì nó còn mất cái tem bẩn. Tem bẩn là tem dán lại. À. Tem bẩn này dán lại. Đó. Còn nước sơn là zin hết. Con này sẽ để cho anh em là 32 triệu. 32 triệu. 32 triệu. Su gà đích thì... con này màu sơn lại nguyên con, màu môn, độ cây bô, ốp thêm cái bình xăng. Mấy màu này em? Đi 48 ngàn và sẽ để cho anh em là 31 triệu. Dòng này thì mình cũng còn khoảng cứ gần 40 xe, đang có giá từ 31 cho đến 40 triệu tùy chất lượng từng xe. Okay. Ở đây có Demon. Demon này, Demon má anh em hỏi nhiều cái con kia bữa xả ở đây chưa? Nào. 18 triệu ơi. Con đi trên xã 20 chứ. À, xã 20. Ừ. Còn con này thì 23. Rồi, con 23 màu con này đỏ đẹp này. Hơn tí. Đẹp hơn con trên biển 66 Đồng Tháp. Đi có 7 ngàn thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái loại này thì nó chúa đứt dây công tơ mét. Xem này. Ở nó cũng đi tầm đó thì vỏ dày lắm, vỏ zin. Demon gọi là có mua dây mới về thay thì cũng đi ít bữa là nó lại đứt. Đặc thù của nó đúng không? Rồi. Demon thì cũng nói nhiều lần về cái chất lượng của nó rồi. Nó cũng là mang mác Thái nhưng mà không thể Thái như thằng CBR được. Xe thì được cái kiểu dáng là gọn gàng, đẹp, cũng không có xấu. Giá thì rẻ. Mà chất lượng thì không thể lại được những cái xe chính hãng khác nhé. Nó mang mác Thái thôi, còn chất lượng nó hơn xe tàu tí thôi. Đây có con R15V3. R15V3 này thì nó độ bô, độ chống đổ. $7,473 cây. Xe 2021 biển Long An. Thì con này sẽ để cho anh em một cái giá nó là nhiêu ta? Để cho anh em 45 triệu. 45. Con này chính thức hôm trước là bán rồi, đặt cọc rồi mà anh em góp xịt. À, góp xịt. À, góp xịt. Đó, còn lại thì anh em nào mua thì nói mẫu này mẫu mới mà. Đúng rồi. R15 bữa nay thì nó cũng vãn bớt. Nguyên ngày hôm qua anh em xúc đến 4 con. À. Đây, hôm qua có anh nào nói con R15M giá bao nhiêu này? 81 triệu, xe mới. Xe mới. Nếu mà mới hoàn toàn thì nó cũng không đúng, tại vì nó lăn bánh rồi. Mà lăn được 180 mấy cây. R15M mà nó chưa đăng ký tên ai cả. Bây giờ anh em về đăng ký là người đầu tiên sở hữu nó thì cũng gọi là mới. Cây thì anh em phải lưu ý nhé, 187 cây và bao VAT không khác gì xe mới cả, giá nó chỉ thấp hơn xe mới có 6 triệu thôi. Đấy. Nên anh em lưu ý giúp, không nhiều khi bảo thằng này bán xe cũ nào bằng bố xe mới. Đúng rồi. Con đánh giá là 81. Xe mới 87. Okay. Thì con này thì cũng như mới thôi, rẻ hơn được 6 triệu. Okay. Bữa thì anh em nhìn đi, R15 bữa anh quay rất nhiều mà hôm qua thì chủ nhật thì anh em mua cũng nhiều. Hôm qua đi 4 con này, hay su hôm qua đi cũng nhiều. Su hôm qua đi được 4 hay 5 cái, hôm qua bán được hơn chục cái mà. Bán là phải đỉnh như vậy anh em. Rồi, bây giờ mình đến rằng thằng R3 đi. R3 thì có 4 con và nó đang có mức giá từ 68 cho đến 75. Mình quay con 75 trước. Con này thì nó 28 và nó đi chỉ có 5.000 cây thôi. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 75 triệu thôi. Vỏ zin theo xe nó còn cỡ đó. Đấy. Rồi, anh em mình tới còn tiếp theo.
Con này thì nó là biển số 81 Gia Lai nhưng mà nó đi đến 36.000 cây, giá 68 triệu. Còn tiếp theo thì nó có sẵn hồ sơ rồi, đi 25.000 cây. Mấy con này là 27 đất, giá cũng là 68 triệu. Một chiếc tiếp theo nữa thì nó là biển số 43 Đà Nẵng, đi hơn 20.000. Con này trước nó sơn đổi màu, mình sơn lại. Nên là dàn áo là sơn lại hết nguyên con rồi. Có bộ turbo và một số ốc titan nhé. Giá cũng là 68 luôn. Ok. Đấy. Rồi. Nói về cái con này này, anh em nghe kỹ dùm mình nha. Tại vì cái con này mình lấy cái giá, cái đợt giá trước khi mà nó giảm á, là giá rất cao rồi. Đúng không? Mình đang xả lỗ nó xuống nó còn 90 triệu. Anh em cảm... hiện tại anh đã bình lỗ rồi. Đúng rồi. Đấy. Anh em cảm thấy hợp lý thì mua ủng hộ mình, còn không thì anh em cứ lựa chọn xe mới, cái đấy thì không ai ngăn cản cả. Tại vì hôm trước mình có like một lần mà anh em vào thắc mắc mà xe mới giờ có chín mấy sao anh bán 90. Con này thì nó là 2021 đi 3.000 cây và mình bán 90 triệu. Anh em thấy hợp lý ủng hộ, còn không hợp lý bỏ nó qua một bên. Ok. Giờ xe mới tự dưng nó làm phát tụt huyết áp, mình đâu có lường được cái vấn đề đấy, mua bán. Rồi, rồi. Qua N3. N3 thì bữa nay còn 7 con, hôm qua đi 1 con. Đây. Con đầu tiên đi 11.000. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 71 triệu, nó đi được có 13.000 cây thôi. Đây là vỏ theo xe. Đấy. Biển 66 Đồng Tháp. Con tiếp theo thì nó là biển số 73 Quảng Bình. Con này thì nó chạy khoảng cỡ 40.000. Nhưng mà đồng hồ nó có 20 luôn. Con này cũng bị tua này. Con nào tua là mình sẽ thông báo cho anh em luôn. Đúng không? Giá của con này thì nó là 68 triệu. Xem nào. Cháu ơi, Trọng, Tú vào lấy cho anh bút lông. Hôm nay xả cho anh em thêm dòng này nhé. Quyết định xả dòng này luôn anh em. Con này 71, bữa nay sẽ bán cho anh em 69, sẽ giảm thêm 2 triệu một xe nữa. Có nghĩa là dòng này nó đã giảm tính ra là 5 triệu luôn à? Đúng rồi. Đó. Anh em mua tranh thủ á, tại vì anh em những anh em xem thường xuyên á thì mình biết á. Ở đây thì giảm hay là tăng, không bao giờ có tăng, chỉ có giảm thôi. Mà giảm là giảm công khai, là giảm công khai luôn, có nghĩa là những đánh vào luôn chứ không nhiều khi nó còn nhập quên không. Tại vì xe nó số lượng nó nhiều, mà lỡ mà anh em đến mà thấy cái video mà mình báo, ví dụ như con này chẳng hạn là đang 73 giảm 71 này, bữa nay nó còn 69 này, anh em mà thấy mà nhiều khi có những con mà mình không có đánh dấu giá giảm mà mình xem trên video nó có sự khác biệt á thì anh em báo mình tiếng nha. Đấy, con này hôm bữa là báo 68 thì bữa nay thì nó còn lại là 66 này. 66. Được. Con này sẽ để cho anh em 68 triệu. Đấy, giá từ 75, giảm từ trong Tết đến giờ nó chỉ còn lại là 68. Con này đi 23.000, 27 biển số 93 Bình Phước, hết bình rồi. Đấy, 68 củ. Thì con này bữa nay nó sẽ là thấp nhất. 65 sẽ còn lại là 63. Đấy. Con này biển Bình Dương mà cũng có 63 triệu thôi. Con này nó là 2016 biển Bình Dương, đi được hơn 40.000. Rồi. Con tiếp theo biển số 68 của Kiên Giang thì con này sẽ để cho anh em là còn lại là 68. Con này đi hơn 30.000. Con tiếp theo thì nó là biển số Sài Gòn. Thì con này mình đang bán ở mức giá nó là 76, bữa nay thì nó còn lại là 74 triệu biển Sài Gòn. Đi 17.000 cây, vỏ zin còn theo xe. Ở đây cái con nào tua là báo luôn tua, đúng không? Rồi. Con này biển Bình Phước đi 27.000, cũng là 27. Thì giá bữa nay nó sẽ còn lại là 68. 68 triệu. Rồi, dòng N4 thì hiện tại đang bữa anh đã thông báo giảm rồi. Ba con này đang giảm đồng giá là còn 95 triệu 95. Một xe. Tính ra là giảm 5 triệu xe anh em. Con đầu tiên này thì nó có bô độ, có chống đổ, có đèn trợ sáng, biển 79 Nha Trang, đi 15.000, giá 95. Con tiếp theo này thì nó là biển số 67 An Giang.
hết bình nốt rồi. Hết hồn. Kẹt ga. Đi 15.000 cây. Con này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 95. Quên ơi. Quên đâu? Chỉnh dây ga lại cho anh đi luôn đi Tú. Con này chạy 20.000, biển số Bình Dương. Và sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 95. Anh em mình đến hàng trên này. Ok. Quay dắt. Dắt luôn hả? N4 nó còn một con này kia nữa. Z1000 bản R. Con đầu tiên bản R nó là xe 2020, đăng ký cuối năm 2020. Chạy 2.172 cây. Bảo vệ lốc máy, chống đổ, che két nước, chống đổ sau. Nhưng mà ăn tiền nhất là cây trợ lực, trợ lực Olin bằng con Nguyen Farm mới. Con này thì nó quá mới rồi. Giá sẽ để cho anh em là 349 triệu. 349. Biển số Thanh Hóa. Ok, bán này cũng con bán R luôn. Tất cả những cái dòng xe này mình bán cho anh em đều bao rút hồ sơ hết nha. Bao rút hồ sơ và bảo hành máy cho anh em 6 tháng ấy. Mấy vấn đề như đầu cổ chẳng ba thì anh em khỏi phải suy nghĩ. À, đây là bao đâm đục. Con này thì nó lên chống đổ đèn trợ sáng. Nó cũng là bản R, còn đời thấp hơn con kia tí. Xe 2018. Đi 12.000 cây. Con này sẽ để cho anh em 310 triệu. 310. Đúng. Con này bộ móc hay. Rồi. Bộ móc. Còn tiếp theo thì nó là biển số 81 Gia Lai. Con này đi 12.000. Xe đời 2016, đăng ký 2017. Nó lên chống đổ thôi. Con này không có lên nhiều đủ chưa. Chiếc này sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 255 triệu. Rồi. Còn tiếp theo thì nó là biển số Sài Gòn. 2016, đi được 28.000 cây. Con này thì đồ chơi không có gì, lên được mỗi chống đổ, nước sơn là zin hết. Con này sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 249 triệu. 249. Rồi, còn rồi, con tiếp theo thì nó là 25. Biển thành phố Đồng Hới thì anh em sang tên thì đâu cũng chỉ hết có 1% thuế thôi. Con này thì đồ chơi cũng khá khá đấy. Chống đổ, bảo vệ lốc máy, rồi là đèn trợ sáng. Nhưng mà được cái là đi có 9.000 cây. 25 mà đi. Con này thì mình đang bán là 215 triệu. 215. Rồi phía dưới có một con màu cũ nè. Màu cũ đây. Con này thì nó là 22. Biển số Đồng Nai. Đàn áo thì nó cũng có dọn, có sơn xi lại rồi. Đời nó thấp mà. Máy thì vẫn bao zin cho anh em. Và giá thì mình đang bán là 140. Ok. Z800 này thì nó là 2015, đăng ký 2016, biển Bình Định. Con này là ABS này. 23.000 cây. Hết bình. Con này anh em hỏi ta góp bao nhiêu? Con này giá là 140, nếu anh em mua góp phải trả đến 90, ngân hàng nó cho vay hết khung là có 50 thôi. Ok. Đấy, phải trả trước 90. Rồi. Con này thì cặp Z9 á. Z9 thì có hai con đều là chủ phố hết. Con đầu tiên là biển Sài Gòn. 2018. Mà đi có 600 cây thì khỏi phải suy nghĩ chất lượng rồi. Con này thì gọi nó là siêu mới. Rồi. 2018 mà đi 600 cây. Rồi. Con này sẽ để cho anh em là 229 triệu. Okay. Còn tiếp theo thì nó cũng là 2018 mà biển Bình Phước. Con này thì nó chạy được khoảng cứ 20.000 cây nhưng mà nó tua đồng hồ về có 11 thôi. Biển Đồng Xoài Bình Phước thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ hết 1% thuế. Con này có lên chống đổ đèn trợ sáng, được cái bộ cổ bô là đẹp.
bộ cổ bô titan này mua hơn 10 triệu. Này để cho anh em là 189 triệu. Rồi, Team Trident. Con này thì nó là 2022 biển Tây Ninh, đi có 600 cây. Đồ chơi thì nó hết khoảng 30. Kính này, ốp lốc này, che két nước này, tay dắt này. Quick ship à? Quick ship. Con này sẽ để cho anh em là 217 triệu. Rồi, phía dưới này thì có Ducati. Ducati 795 thì con này nó là xe 2012, biển số 71 của Bến Tre. Bozin có lên thêm tay dắt với chống đổ. Con này thì vỏ trước vỏ sau nó đều thay năm 2015. Thì mình cứ cho nó là đã tua đồng hồ đi. Tại vì đồng hồ hiện tại nó có 9.000 cây thôi, mà nước sơn thì zin hết. Con này thì sẽ để cho anh em là 95 triệu. 95 triệu. Rồi, Z300. Z300 thì mình còn 4 con, có 3 con đều đồng giá 70 triệu. Con đầu tiên này là đã rút sẵn hồ sơ đi có 8.000 cây thôi. 70, 2017. Còn tiếp theo đi 17.000 cây cũng rút sẵn hồ sơ luôn. Và con này sẽ để cho anh em cũng là 70. Rồi. Con xanh trong này biển số Sài Gòn, đi 21.000 cây, 27. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái giá nó là 70. Con này bán à? Con này thì còn, nhưng mà nó cao nhất thì để quay sau cùng. 2018 đi 23.000 cây. Biển số Sài Gòn mà sẽ để cho anh em là 76 triệu. Về cái thằng Z3 này hay là Ninja 3 chẳng hạn thì những cái dòng này nó có con đi bô độ và có con đi bô zin. Anh em không thích thì mình có thể đổi bô qua lại được. Bởi vì những cái dòng xe mà nó chạy nó số lượng đầu xe nó nhiều ấy thì mình có thể hỗ trợ về vấn đề bô. Con này thì nó là VTX 1300cc, nó là 203, xe thanh lý hải quan. Bao anh em rút hồ sơ là sang tên toàn quốc hết nhé. Dàn áo thì bọc keo đồ xi rất đẹp. Con này thì sẽ để cho anh em là 229 triệu. À, 229. Anh em mình đi vào bên trong. CB500F. CB500F này thì nó là biển số 43 Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Con này đi 10.000 cây, đời 2018 và sẽ để cho anh em là 110 triệu. Đúc 390 thì nó là biển số Hà Nội. Hà Nội thì anh em cũng sang tên 1% thuế hết. Thì con này nó là 29 đi 34.000 cây. Và sẽ để cho anh em là 95. Còn Suzuki GX 250. Con này biển Cần Thơ 2022 nó đi 1.300 cây thì khỏi riêng nói cái con về... này cũng phải nhắc mạnh một tí ha. Cái con này thì cái đợt cuối năm ngoái thì cái giá thành nó xuống bao nhiêu không biết, nhưng mà hiện tại mình thấy bên shop xe mới người ta vẫn đang bán là 110 triệu bao VAT. Còn con này thì nó là số Cần Thơ, anh em sang tên vì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Mà nó thì mới đến 97-98%. Cái này nói rõ cho anh em ha, anh em có thể cập nhật lại giá giùm cái. Và con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 80 triệu. 80. Thì cũng như Su GX thôi, anh em cứ đòi đi mua Su GX R mới 40 triệu giờ kiếm đâu ra. Kiếm đâu ra. Nói chung là cuối năm lúc có cái đợt xả. Rồi. Giờ mà nói thật nhá, mà nó có 40 triệu mà bán ra xe mới cho mình là mình cũng ôm nó luôn á. Mua hết luôn. Honda Rebel 300 thì con này nó là biển số 95 Hậu Giang, đồ chơi rất nhiều, đi 6.000 cây, 29.
này đồ chơi nó phải mười mấy hai chục triệu và sẽ để cho anh em là 95 triệu. 95 triệu. Rồi, con bên này. Con bên trong thì biển số Đồng Nai. Con này thì 28 nhưng mà đi quá ít, đi có 2000 mấy cây. Bọc keo nguyên con, lên cảng, lên tựa lưng, lên đèn chợ sáng, lên chụp đèn. Đi có 2700 cây thôi. Con này sẽ để cho anh em 88 triệu. 88 triệu. Được. Bên trong thì nó là Beo 500 biển số thành phố Đà Lạt. Thì anh em sang tên vì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Đi 18.000 cây. Lên thùng, lên cốp, lên cảng, tùm lum. Này để cho anh em 139 triệu. 139. Kawasaki Vulcan 650. Con đấy thì nó là 216. Đi được khoảng cứ 18-19.000 cây. Biển số Sài Gòn. Đấy, con này cũng là một trong số những cái xe bị tua đồng hồ. Tua về còn có 8.500 cây. Giá mình đang bán là 150 triệu. 150 okay. triệu. Rồi. Rồi. Dưới Ninja... này thì có Ninja 400. Ninja 400 này thì nó là xe 2022 đi 3.000 cây. Biển Đà Nẵng. Biển này thì anh em sang tên về đâu chỉ 1% thuế thôi. Và sẽ để cho anh em ở mức giá là 123 triệu. 123. 123. Rồi. CBR 500. Cao. 5900 cây, coi như 6000 cây. 2020 biển Bình Phước. Nó có độ chế vài cái món này anh em không thích thì gỡ ra nha, tại vì cái này nó dán không à. Thì chiếc này sẽ để cho anh em ở cái giá là 119 triệu. Okay. MT03 70 triệu. Dạ từ 76 giảm xuống còn 70 nha anh em. Con này nó là 2017. Biển số Bến Tre đi 26.000 cây. Và sẽ để cho anh em ở mức giá 70 nha. Okay. Thì anh em quan tâm đến dòng nào thì cứ alo cho mình. Ví dụ anh em cần xem chi tiết về Beo có thể nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi thêm thông tin cho anh em tham khảo. Đây là mình chỉ quay đại diện một vài mẫu với lại phần khúc từ 250 trở lên. Còn lại là 150 hoặc là những cái dòng xe rẻ hơn. Tất nhiên. Thì còn có nghĩa là còn lại ba nơi nữa phải quay, nếu mà quay bây giờ nó nửa tiếng rồi. Mà quay như kia mình nghĩ là nó còn hơn nửa tiếng nữa thì rất dài. Nói chung là nó có khoảng cứ gần 300 đầu xe mô tô để phục vụ cho anh em từ 125 cho đến 1000cc. Và địa chỉ của mình nhắc lại nhé, là 64 Nguyễn Tri Phương, Di An, Bình Dương. Không có chi nhánh và cũng không có chung chạm với bất cứ ai cả. Không liên quan bất kỳ.